Tử vi tuổi Tân Sửu 1961 tháng 6 âm lịch. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, người tuổi Tân Sửu mệnh Bích Thượng Thổ là người có lối sống đạo đức noi theo khuôn phép, quy củ, trật tự. Với họ, việc noi theo khuôn vàng, thước ngọc, mẫu mực, chuẩn chỉnh là hành động tự giác. Họ vui vẻ làm điều đó, và nếu phá bỏ những nguyên tắc này thì trong thâm tâm họ cảm thấy day dứt, luôn bị dày vò và hối hận. Hơn nữa, tuổi Tân Sửu là những người rất mạnh mẽ, cứng rắn. Sự kiên cường, can đảm của họ hướng tới sự cố thủ, thiên về phòng thủ để tự bảo vệ mình và che chở cho người xung quanh. Trong chương trình ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ với quý vị về vận hạn, hung cát cũng như mọi khó khăn, thuận lợi của mệnh chủ tuổi Tân Sửu trong tháng 6 âm lịch năm Tân Sửu. Cụ thể hơn, thông qua tử vi trong thời điểm này, mệnh chủ tuổi Tân Sửu sẽ biết được cuộc sống có những thay đổi như thế nào với năm trước, liệu có điều gì tốt sẽ xảy đến hay không. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Sau đây sẽ là phần tổng quan của các bác tuổi Tân Sửu trong tháng 6 âm lịch năm 2021. Các bác tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 là những người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ, lịch sự nên sẽ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn quý vị, vì thế nghĩ suy và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù cố gắng cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán, nhân nại và nhất là thể hiện tính khuôn mẫu, mực thước. Các bác chỉ phù hợp với công việc có tính tự do, sáng tạo, tùy hứng hoặc theo sở thích. Vận mệnh của các bác tuổi Tân Sửu cũng có lúc mở mặt với đời, nhưng công danh tài lộc không bền, chịu nhiều phong trần từ thời tiền Trung Vận. Bây giờ đã bắt đầu vào vận cuối, sóng gió tạm yên, chính là thời gian thuận lợi để xây dựng sự nghiệp. Đa phần, các bác tuổi Tân Sửu có những rối rắm về tình duyên, càng đi sâu vào hậu vận, đời sống càng đi vào nề nếp. Tuổi già được nhiều phước đức, con cái nên danh. Tân âm kim gặp ất âm mộc là thất sát. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Tân Sửu nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, nên bình tĩnh đưa ra các phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Vào tháng 6 âm lịch, các bác tuổi Tân Sửu sẽ trở nên khá may mắn trong hầu hết mọi khía cạnh. Tháng này, sự nghiệp của các bác tuổi Tân Sửu sẽ tương đối ổn định. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao những nỗ lực của các bác, vì vậy tháng này, sự nghiệp sẽ tăng lên đều đặn. Tháng này nhờ có quý nhân giúp đỡ nên trong công việc giảm bớt được nhiều quãng đường vòng, mọi sự hành thông. Song đôi khi thành công đến quá nhanh có thể khiến các bác mất cảnh giác, trở nên khoe khoang, tự phụ. Đây là điểm yếu chí mạng của con giáp này, các bác cần phải tự nhắc nhở bản thân để không xa lầy. Về sự nghiệp, hầu như các bác đều đã nghỉ hưu hoặc chỉ còn một số ít đang tiếp tục làm, nên may mắn về sự nghiệp gần như không có. Những người tự làm chủ cũng không cần vất vả với kế hoạch, dự án nhiều. Đến tuổi này, việc các bác cần làm là quan tâm đến sức khỏe, dành thời gian chăm lo cho gia đình của mình. Không như vậy, trong năm 2021, các bác tuổi Tân Sửu nằm trong bộ tứ hành xung, Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hướng họa. Ý chỉ thái tuế đào đến hướng, những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không được may mắn trong năm. Chính vì vậy, thầy Gia Cát khuyên gia chủ tuổi Tân Sửu nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế, đặt trong ví và luôn mang theo bên mình để hóa giải. Đặc biệt, kim bài thái tuế của phong thủy Gia Cát
được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng cho tuổi Tân Sửu. Để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên gia chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Tân Sửu trong tháng 6 âm lịch qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Vận trình sự nghiệp của bản mệnh không có nhiều biến động. Các bác cần phải khắc phục những khó khăn và sai lầm mắc phải trong thời gian qua. Hãy suy nghĩ tích cực hơn và đừng vội nản chí, rồi các bác sẽ vượt qua tất cả. Xem tử vi tháng 6 âm lịch của các bác tuổi Tân Sửu, con giáp này sẽ có được những bước tiến khá lớn trên con đường sự nghiệp. Đây là thành quả có được nhờ nỗ lực không ngừng nghỉ của bản mệnh. Song cũng không thể phủ nhận sự nâng đỡ, tương trợ của quý nhân. Có quý nhân chỉ lối soi đường nên các bác có thể tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức trên chặng đường phía trước của bản thân mình, không lo âu, u mê, lạc lối. Bản mệnh luôn có sự chuẩn bị sẵn sàng với mọi phương án có thể xảy ra. Nhờ sự lo sợ ấy mà giảm thiểu được khá nhiều khó khăn, trở ngại, cũng giảm bớt sai lầm không đáng có. Tuy nhiên, bản mệnh cũng cần nhớ rằng phải giữ cho mình sự khiêm tốn, chớ thấy thành công đến quá nhanh mà khoe khoang, tự phụ, mất cảnh giác cho những tình huống xấu. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp vào năm 2021, thầy Gia Cát khuyên các bác hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với các bác, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho các bác tuổi Tân Sửu sinh năm 1961, để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Tháng Ất Mùi năm 2021, tài chính của con giáp này không có nhiều biến động, mọi việc đã dần đi vào quỹ đạo, cũng khiến các bác đỡ tốn nhiều thời gian lo lắng hơn. Trước khi đưa ra quyết định gì, các bác cần phải có thái độ cẩn thận, tham khảo ý kiến của mọi người nếu cần thiết. Xét về tài vận tháng 6 âm lịch, các bác tuổi Tân Sửu biết quản lý tài chính nên mức thu nhập có thì không quá lớn nhưng vẫn đủ để dùng rỉnh chi tiêu. Các bác tính lo xa nên chuẩn bị sẵn những tình hình xấu nhất. Có điều, kênh Phong thủy Gia Cát nhắc nhở bản mệnh hãy giảm bớt thói phù phiếm của mình. Chớ nên vì thói sĩ diện mà nghiến răng mua sắm hoang phí, bởi có thể chỉ một phút bốc đồng có thể khiến các bác rơi vào cảnh kiếm củi 3 năm thiêu mù sơ. Dù thế nào đi nữa, hãy yên tâm vì các bác là một trong những con giáp có nhiều tháng may mắn nhất trong năm 2021. Còn nhiều thời gian để tăng tốc, tài vận cho chính mình. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Bước sang tháng 6 âm năm Tân Sửu, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho các bác tuổi Tân Sửu. Những người tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 cần giao tiếp nhiều hơn với bạn đời, lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống, các bác có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau. Ngay cả khi các bác giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Suốt cuộc, các bác đã sống với nhau trọn đời, vì vậy hiểu nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc, bao dung cho nhau. Trong tháng 6 âm lịch này, gia đình các bác sẽ gặp những xích mích, cãi vã, tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh, tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sức mẻ tình cảm của gia đình. Thầy Gia Cát khuyên trong thời gian này, các bác hãy đeo vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ, Dậu, Sửu. Năng lực của tam hợp khí sẽ giúp các bác đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải và tăng cường các mối quan hệ xung quanh, từ đó sẽ giúp gia đạo êm ấm, hạnh phúc. Đồng thời, vật phẩm còn mang lại sức khỏe, bình an và trường thọ cho các bác. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Tử vi tháng 6 âm lịch cho rằng trong tháng này sức khỏe có thể có chút khó khăn với các bác tuổi Tân Sửu. Đánh rằng ở tuổi này, sức khỏe của các bác đang suy yếu dần do hệ miễn dịch giảm và có dấu hiệu của các căn bệnh tuổi già. Nhưng cũng là do các bác chủ quan, không quan tâm đến sức khỏe, hay với một số người vẫn còn phải nặng lòng với công việc, không có thời gian.
Các bác cần chăm sóc cơ thể tốt, giữ chế độ ăn uống hợp lý, nhẹ nhàng, chăm chỉ luyện tập các bài tập vận động, thể thao theo độ tuổi. Các bác tuổi Tân Sửu sinh năm 1961 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Tân Sửu sinh năm 1961. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ những ngày cát lành, đại kỵ trong tháng 6 âm lịch để các bác tuổi Tân Sửu có thể nắm rõ, tránh trường hợp không may xảy ra. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, kết thúc vào ngày 29 tháng 6, từ ngày mùng 10 tháng 7 đến ngày mùng 7 tháng 8 dương lịch. Tháng Ất Mùi nạp âm sa trung kim, tháng Mùi lục hợp ngọ, tam hợp mão, hợi thành mộc cục, xung sửu, hình sửu, hại tí, phá tuất, tuyệt sửu. Đối với người tuổi Tân Sửu trong tháng 6 âm lịch sẽ cần tránh các ngày. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 1 tháng 6, từ ngày mùng 10 tháng 7 dương lịch, nạp sát kỷ mùi. Thứ hai ngày âm lịch 13 tháng 6, từ ngày 22 tháng 7 dương lịch, nạp sát tân mùi. Thứ ba ngày âm lịch 25 tháng 6, từ ngày mùng 3 tháng 8 dương lịch, nạp sát quý mùi. Đây là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy dành cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của và những việc cần thiết, không nên buông tay quá chán. Đồng thời để công việc thành công, may mắn, kích công danh, tài lộc, tình duyên, các gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, minh quang, pháp bảo. Đồng thời, nếu mang vật phẩm bên mình sẽ hỗ trợ tốt cho sức khỏe của gia chủ, tăng cường vận khí, giúp gia chủ đón tài lộc, nhận được nhiều may mắn cả trên con đường tình duyên và sự nghiệp. Ngoài ra, trong tháng còn có một số ngày cát lành để các bác tuổi Tân Sửu tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng, hoặc có thể tiến hành những vấn đề nhỏ trong gia đình đều hết sức thuận lợi. Đây chính là những thời điểm tốt để có thể tiến hành công việc. Thứ nhất ngày âm lịch mùng 6 tháng 6, tức ngày 15 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, sắp tí, nạp âm, hải, trung kim. Thứ hai ngày âm lịch 18 tháng 6, từ ngày 27 tháng 7 dương lịch, nạp giáp, bình tí, nạp âm, giản, hạ thủy. Quý vị thân mến, trên đây kênh Phong Thủy Gia Cát đã chia sẻ vận trình tử vi của các bác tuổi Tân Sửu trong tháng 6 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức mà chúng tôi vừa chia sẻ, quý vị có thể áp dụng, tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm, theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp trong từng tháng, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra, hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị và các bạn những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Một lần nữa xin được cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, theo dõi, ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong Thủy Gia Cát rất vui lòng được phục vụ quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau.